Xin chào mọi người đến với kênh trang sức phụ kiện sinh nhật Thảo. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023. Em Thảo lên một số mẫu sản phẩm giới thiệu toàn thể quý anh chị ạ. Toàn bộ hàng em là hàng sinh nhật, đây là hàng siêu tuyển. Cách thức mua hàng em thì anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0902 81007. Bên em là cọc tiền hoặc chuyển khoản thì em sẽ đi đơn cho mình. Anh chị nào có đơn hàng trên 300k chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn ship. Và anh chị lưu ý là hàng bên em là hàng si đã qua sử dụng nên bên em không bao chống nước cho mình nha. Và trước khi vào video thì anh chị cho em Thảo xin một like, đăng ký kênh. Em Thảo lên video vào thứ hai, thứ năm vào lúc 17:30 hàng tuần. Và hôm nay mẫu sản phẩm đầu tiên lên cả nhà là một cái mắt kính hộp của Nhật nha mọi người, kính cận mã 1, hiệu của nó là hiệu Migane Ichiba này. Mắt kính của Nhật nha. Đây là kính cận dành cho mấy bác hơi lớn tuổi một chút nha. Kính cận nha mọi người. Cái này là em bán cho mọi người cộng thôi nha. Cộng em thấy còn rất là đẹp, với cái hộp đẹp. Về anh theo mắt mình cận bao nhiêu thì mình ra mình cắt lại cái chồng sau nha. Tại vì cái cộng nó rất là đẹp nha. Cộng nó mỏng nhưng mà hàng rất là xịn sò. Nè, mọi người thấy thông số của nó nè. Đó. 51 20 145 nè. Đó, cộng rất là đẹp nha mọi người. Cái này thì nó đang là mấy độ ta, để em coi mấy độ. Này, hiệu nó là hiệu Bentat 9207 này. Đó, rất là đẹp nha mọi người, cộng kính cận nha. Về mấy anh chịu khó ra cắt lại cận nha, cắt lại cái chồng kính này. Đó, nó rất là đẹp nha. Size này để em coi thử size nó tầm bao nhiêu cm nha. Để em thử hết cái thước này coi được không. Quên cầm cái thước kia ra mất. Hơn 15. Cái này thì phải gần 14 rồi. Cái chồng này chồng 14 nha. Sai mặt của nó tầm 14 thôi. Đó. Kính Nhật nha mọi người. Hàng chuẩn 100. Em đấu về em lấy cái gọng kính thôi. Mục đích là lấy cái gọng kính. Em đi cắt kính cận mọi người. Cái hộp của nó đây ạ. Hộp của Nhật nha. Có cả cái khăn lau kính nè. Hộp còn tương đối thôi. Này để cả nhà là mã số 1 nha mọi người. 280k. Tiền này là tiền bán cái cộng thôi nha, cái gọng kính đó nha mọi người, chứ không phải là cái mặt kính đâu. Cái này về mọi người phải ra thợ, ra tiệm cắt kính á, đo mắt mình bao nhiêu độ rồi mình cắt nha, cho nó phù hợp với mắt mỗi người. Mã số 1 để cả nhà là 280k nha. Kính Nhật. Tiếp theo mã số 2 lên cả nhà một chiếc đồng hồ dành cho nữ, hàng cơ cổ rồi, độ mới thì hoàn hảo rồi. Của hiệu Citizen 23 Jewel nha. Dành cho nữ này, chị nữ nào thích chơi dòng cổ này, cơ cót nha, đang chạy. Đó, nó đính 6 viên đá mọi người. Thường dòng xưa thì dễ đính những viên kim cương lắm, nhưng mà cái này là nhìn nó đổ lấp lánh nó không đủ nên em nghĩ là đính đá thôi nha mọi người. Citizen đây còn khá là ok nha, hàng này hàng tồn kho. Cái này thì nó đọc là râu gôn này, vàng hồng. Nó mạ vàng hồng nha mọi người. Đó. Lên cót thì cực kỳ nhẹ. Chị nữ nào thích trải nghiệm dòng cơ cót này, với chiếc này nha. Size 15. Cơ cót. Dây tay thì tầm dây tay 15 nha mọi người, 15 15.5 thôi. Đổ về. Đó. Cơ cót dành cho nữ của hiệu Amao này. Amao của Citizen 23 Jewel. Bán cả nhà mã số 2 180k nha, dành cho nữ. Nó là nguyên zin nha mọi người. Cái dây chỗ này là dây co giãn này, thành ra là nó còn được thêm một tí dây nữa. Đó, khóa của nó là nguyên zin này. Nó dập cái gì đây này? À, TOP như nhà sáng lập hay sao này. Đó. Mã số 2 180k. Mã số 3 em có một cái
Anh nào mua về nghiên cứu không? Một cái chiếc Omega hàng pha ke nha, hàng tàu thôi. Coi em bán cái máy nha mọi người. Bán cho mọi người cái bộ máy về nghiên cứu nha. Coi như mở ra phá cũng được nha. Omega. Có dạ quang này. Này cọc số nó rớt đó nha mọi người. Về mọi người đính lại. Đó, hàng pha ke thôi. Hàng này là hàng tàu thôi. Pha ke tàu thôi. Size 38 này. Anh nào thích size 38 này. Kính của nó là kính lồi nha, vỏ xi. Em bán bộ máy thôi, máy thì đang chạy ngon nha. Đó. Automatic. Omega hàng phách nha mọi người, hàng này hàng phách ke thôi, bán cho mọi người về nghiên cứu cho vui nha. Mã số 3 250k nha mọi người. Coi như bán về nghiên cứu mà anh thợ về mở ra nghịch cũng được ha. Anh nào trải nghiệm về automatic cũng được. Nghiên cứu. Tiếp theo là em lên một cái dòng cổ nha mọi người. Chiếc này là của Seiko này, Seiko gì đây, Lanner hả? Hay là Home Desk gì, để em quay cái kim đi. Lịch ok này. Em coi thử. Đây là Seiko With Desk nha mọi người. With Dater. Đây là Seiko này, ở trên này là Seiko With Dater, dưới đây là nó là Seiko Matic. Dòng này là dòng auto cơ tự động rồi, cơ tự động mà 35 GW nha. Lịch cười ở góc 6 giờ này, nó có hai ô của lịch này, lịch thứ và lịch ngày này. Mặt của nó là mặt lên dầu tự nhiên nha mọi người, mặt nguyên zin của nó. Kính thì bị mẻ rồi, kính thì bị sức ở đây rồi. Hình như cái này nó thiếu à. Chiếc này là em đấu ở bên Nhật về mà nó lúc mà mình nhìn không rõ mọi người, nó chụp hơi xa á. Ra em không thể nhìn thấy được, nó bị mất cái niềng, có cái niềng ở đây này. Dòng này em nhớ là có cái niềng đây này. Đó, thành ra em đấu chiếc này là 1,5 triệu lận. Giờ sale cho mọi người nha. Về anh nào thích dòng Citizen Seiko chứ, Seiko Matic dòng 35 GW nha mọi người. Thường thường những cái đồng hồ mà GW càng lớn thì giá trị càng cao nha mọi người. Đó, này là dòng Seiko Matic, size cũng to, dòng cổ nha. Mặt nó lên dầu tự nhiên thôi. Nên là cổ mà, cổ này có size 36.6 nè mọi người. Size to chứ mà size nhỏ đó nha. 37 á, đây nè. Size 37 nha. Đó. Mọi người coi cái mặt nó là lên dầu tự nhiên nha, không có đụng chạm gì hết. Đó. Máy lắc cũng khá là ok nha, lắc đang chạy. Auto cũng rồi, automatic. 35 GW. Vỏ SS. Đó. Đáy của nó đây sáng giống nước nha mọi người. Cho mọi người quay máy. Đó, Seiko. Máy mới keng nha mọi người. Máy còn rất là đẹp nha. 35 GW nha. Máy này máy 5 tầng mọi người. Đó, rất là đẹp. Cái này là coi như em bán máy thôi nha, bán xác, bán máy thôi, bán gọi như bán đồng hồ, bán mặt thôi nha mọi người. SS này, đó, cái đít đằng sau này. Này thì em đấu cũng cao mọi người, đấu lẻ thành ra nó hơi mắc. Giờ coi như sale cho mọi người đi. Thường 35 như queo là cũng không có giá, thường thường em phải, nếu mà nó ok, nó còn liền nữa là em bán phải được 1,7-1,8 triệu mọi người. Chứ này em để cả nhà là 1,2 triệu nha. Đó, 1,2 triệu nha. Mã số 4. Coi như là về mọi người chịu khó kiếm cho em cái niềng này. Niềng này thì em nghĩ là dễ kiếm thôi, tại vì nó là dòng cổ nhưng mà dòng cũng là thông, dân Việt Nam xài nhiều, người Việt Nam xài nhiều. Test lịch nhanh cái đã. Lịch ok nè mọi người, lịch nhảy hết nè. Lịch cười ở dưới cũng nhảy nè. Lịch nhanh ok nha mọi người. Lịch nhanh ok nè. Cái lịch thứ này là nó nhảy 24 giờ nha mọi người. Về mọi người chỉnh lại giùm em. Còn cái lịch nhanh thì ok. Cái này để cả nhà là mã số 4. 1,2 triệu nha. Seiko Matic 35 GW, dòng cổ nha.
anh nào chơi cổ siêu tầm về đồng hồ xanh cô mà thích cổ này, automatic nha, cơ tự động. Tiếp theo mã số 5 có cái dây cho các chị này, chị nào chuyên về nữ này, đang tìm dây đồng hồ nên là lên những cái chiếc đồng hồ dây dây cổ, dây này rất là đẹp, nó đính những viên đá này. Bên Nhật nó bán là 800 yên này. Đây là nó mạ vàng nha mọi người, gold plate này. Em để cả nhà là đồng hồ dây này của hiệu Bia này, đầu nó đầu 14. Để cả nhà là 400 nha, em có 4 sợi nên em bán hết luôn nha. Đây này. Vàng cực kỳ đẹp nha. Đó, đây. Nó mạ vàng rất là đẹp nha mọi người, hàng mới của hiệu Bia hết đó. Chị nào cần dây nha thì lấy nha, em bán nguyên 4 cái, 4 sợi dây luôn. Đó, đầu đầu 11.6 à, tính ra là đầu có đầu 12 thôi. Cái đầu này rộng hơn ta. À, đầu trong này rộng hơn nha mọi người. Ở trong là trong cái hộp là đầu 14 nè, cái dây dây lắc kê vàng này là đầu 12. À, em có hai sợi. Đây nè, sợi này cũng y chang sợi trong hộp nhưng mà thiếu cái hộp nha. À, coi như bán cho mọi người 100.000 một sợi thôi. À, đầu 14 chuẩn luôn nha, mới keng nha. Dây này là dây chưa sử dụng của hiệu Bia. Đây, còn cái dây này cũng là kiểu dây lắc kê vàng nha mọi người. Đây. Đây này nó có hai cái đầu móc để móc vào cái đồng hồ mọi người, móc vào cái đồng hồ đây. Đó, bốn sợi dây. Đây, cái dây vàng cực kỳ đẹp nha. Đó. Nó kiểu như này, móc vào cái đồng hồ nó đeo rất đẹp nha mọi người. Mới keng à, hàng chưa sử dụng. Chị nào có cái đồng hồ mà có cái đầu móc này, mua về móc vô nha. Đôi khi những cái dây này mọi người, lúc đến lúc mình hiện tại thì mọi người thấy chưa cần đâu, lúc những mọi người có cái đồng hồ mà kiếm cái dây nữ đẹp như này để bỏ vào thì không có. Bữa trước em thành ra em đấu xong em cứ để dành hoài. Đó, để cho mấy anh chị nào cần nha, ai cần, ai đang có đồng hồ mà chưa có dây đẹp thì lấy mấy cái dây này nha. Có 4 dây đó, mã số 5 để cái nhà là 400k mọi người, tính ra là mỗi sợi chưa đến 100.000 đâu, tại vì em còn tiền ship rồi tiền gói hàng còn nữa, nói chung là không đến 100 nè. Tiếp theo là mã số 7 để nhà 200k nha, một chiếc đồng hồ báo thức để bỏ túi nha, cái này là bỏ túi của hiệu Toyota này, anh nào chơi dòng có xe Toyota này. Đó, chiếc này là có báo thức, cái này thì nó đang bị khô dầu thôi nha, để em bữa sau anh nào chốt thì em sẽ lau dầu cho mình sau nha. Em cho mọi người, tại vì nó đang chạy mà nó bị dính cái kim á, cho mọi người kiểm tra cái, tại vì nó có báo thức đó. Làm lại đi. Có báo thức nhưng tiếng hơi nhỏ đó, nhưng mà về mấy anh nghiên cứu thêm nha. Còn mình coi giờ rất là đẹp mọi người, size bỏ nhẫn nó gọn lắm, nó chắc tầm bao nhiêu đây, 30 nhưng size gọn nhỏ xí. Về mình nghiên cứu thêm nha, nói chung là trước khi gửi là em sẽ chỉnh lại cho mình cái kim giờ nó chạy ok nha, nó là hàng mới mọi người. Đó, rất là gọn đó, mọi người thấy gọn gà của Toyota. Mã số 7 được cả nhà 200k nha. Coi như là bán giao lưu cũng rồi. Cái này thì không có lời gì, tại vì tính công lâu dầu lại bộ máy nữa thì cũng như không. Tiếp theo là mã số 6, lên cả nhà một chiếc đồng, một cái vòng tay lắc tay dành cho các anh nam nha. Mã số 6 180k này. Lắc tay san hô nha mọi người. Tay dành cho nam. Tay 16 17 đeo thoải mái nha mọi người. San hô. San hô tự nhiên nha mọi người. Cực kỳ đẹp. Vòng bán hồi trước em có mấy vòng mà bán hết rồi. À, size 12 12 ly á. Đó, dành cho các nam nha, san hô tượng trưng cho màu đỏ, màu đỏ thì mệnh hỏa, may mắn. Anh nào hợp mệnh thì mình lấy san hô đeo. Rồi thứ hai là san hô đeo rất là tốt cho sức khỏe này. Đó, tốt sức khỏe, may mắn. Màu đỏ thì hên rồi. Đó, mã số 6 nha, để cả nhà 180k. Tiếp theo mã số 8. Lên cho các anh nam một chiếc đồng hồ chạy hai máy
đồng hồ vừa giờ và vừa kim nha mọi người. Đèn thì siêu sáng nha, đèn chiếc này rất là sáng. Đó, đèn rất là sáng nha. Đó, mọi người thấy đèn sáng không? Đèn rất là sáng nha. Anh nào nam tay to đeo đồng hồ rất là nặng tay, dây lụa màu đen. Đen huyền bí. Size to 46. Đó, chiếc này máy thì cực kỳ tốt nha, hàng mới chưa lên tay luôn á. Hàng này là tính ra là hàng công ty, hàng của gì đây? Navifor. Chiếc này là của hàng tàu nha mọi người, hàng Trung Quốc này, made in China, nhưng mà nó là hàng công ty của Trung Quốc nha, hàng cực kỳ xịn nha. Cầm lên rất là chắc tay nha. Đây là đồng hồ nó chạy full chức năng nha. Nó có cả báo thức luôn á. Bấm giờ này, nó đang chạy chuẩn nha mọi người. To. Dây tay thì em khỏi phải báo nha, tại vì này là dây lụa thì chỉnh mà, tay anh em ăn tới đâu chỉnh. Đó, đeo lên rất là hầm hố mọi người. Xài to. Nó lên 5 cuốc chỉnh lận. Hàng hiệu, hàng này, hàng công ty của tàu ấy. Đó, tính ra nó là hàng nội địa của Trung Quốc cũng. Thường thường mà dân Trung Quốc nó sản xuất hàng nội địa cũng rất là tốt nha. Đó, từ ba cái hàng mà tàu lao nó hàng loại 2 loại 3 thì nó xuất qua bên mình nó mới dở nha. Còn hàng này là hàng tốt nha. Chiếc này em để cả nhà là mã số 8 này, 250k nha. Đó. Có cả lịch ngày này, lịch thứ này. Đó. Có cả báo thức này. Nó nhiều chức năng lắm, về mà anh nghiên cứu nha. Mặt nó size rất là to, hầm hố. Mã số 8, 250. Tiếp theo là mã số 9. Để cả nhà là 650k nha mọi người. Chiếc này thì đồng hồ Swatch Swiss Thụy Sĩ nha. Hàng automatic. Hàng cơ tự động của Thụy Sĩ. Coi như là cái này là em bán cho mọi người là cái bộ máy thôi nha. Còn cái bộ dây này thì tặng kèm thôi. Tại vì cái này là vỏ nhựa. Thường thường những cái dòng hồ mà của Swatch Swiss vỏ nhựa này là nó hay bị thời gian người nó bị bể những cái càng này. Đó, cái này thì em bán cho mọi người cái bộ máy thôi nha. Máy này thì cực kỳ tốt nha. Thứ nhất là tích cốt cực kỳ lâu này, thứ hai là chạy chuẩn giờ. Đó, mà cực kỳ đẹp nha mọi người. Người coi bộ máy của Thụy Sĩ nó làm. Đó, máy cực kỳ đẹp nha, mỏng mà mới keng à. Dây chun này thì tặng kèm thôi, không phải dây chun đẹp. Chiếc này thì em đang sử dụng nên thành ra em thấy nó đeo chạy nhất là chạy cực kỳ chuẩn giờ. Đó, có thì tích cực kỳ lâu luôn. Nó phải tích có cũng cần phải 20 tiếng. Hơn 20 tiếng. Size là size 36.4 nha. Đó, anh nào đang cần mua một cỗ máy của Thụy Sĩ nè, automatic cơ tự động nha. Đó, thì lấy chiếc này. Còn không thì để phải đeo cũng được. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là đẹp. Cái 3 giờ 6 giờ nó làm rất là đẹp. Đó, này là mã số 9. Để cái nhà là 650k nha. Này là bán máy thôi nha mọi người. Chứ cái này thì em đấu về cũng không có rẻ đâu. Thường Thụy Sĩ, thường dòng Thụy Sĩ thì đấu về cũng phải triệu mấy rồi. 1 triệu đó. Nói là thằng tiền triệu đổ lên thôi. Này là có hỗ trợ có tay luôn á. Để cho mọi người coi cái ấy trong nó chạy rất đẹp này. Đó. Bánh xe trong. Đó, chạy rất là đẹp mọi người. Bán máy cho mọi người, mã số 9, 650k, chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Tiếp theo em có một siêu phẩm này dành cho anh nam, mã số 10, 4.5 triệu nha. Một chiếc đồng hồ Orange Star. Dòng này thì dạ quang rất đẹp mọi người, mặt đỏ huyết. Đó. Lộ tim, lộ máy và lộ đáy nha. Nó rất là đẹp nha. Dây phụ kiện nhưng mà khóa zin của nó này. Khóa của Orange Star này. À, cái dây này nó hơi mỏng. Thành ra bỏ vô cái đồng hồ này nó không hợp lắm. Về mình phải đặt một bộ dây xịt to to một chút nha. Dày một chút. Cái này dây này hơi mỏng. Đó, nhưng mà nó hợp cho người. Bộ dây này nó hợp với cái đồng hồ này. Dây da đà điểu. Đó, rất là đẹp nha. Này là kim quạt nó đang tích ở được. Tích cót là 40 tiếng nha mọi người, là 40 giờ, là hơn một ngày. Đó. Kim giờ, kim phút, cọc số dạ quang rất là đẹp nè. À, chạy kim rốn này. Máy thì cực kỳ tốt nha mọi người. Đó. Size to, anh nam. Đó. Hàng made in Japan, Orange 23 UL này. Đó. Anh nào đang tìm chiếc đồng hồ Orange nha.
Đó, cực kỳ đẹp, cửa lộ size to, size 41.8, cả nấm là 44.6 này. Chiếc này để cả nhà là 4.500.000 nha, mã của nó là mã số 10. Đó, lên tay thì cực kỳ đẹp nha, khỏi bàn chiếc này máy anh. Đó, rất là đẹp, chạy thì cực kỳ chuẩn giờ, chọn khỏi kỹ nha. Nó rất là đẹp nha, từ chất liệu cho đến máy móc này. Dày em coi nó dày tầm bao nhiêu, dày là 13.5 nha mọi người. Coi bộ máy này rất là đẹp nha, kính kính sapphire mã số 10, 4.500.000. Tiếp theo có một con đồng hồ 6 kim 3 cốt kiểu sunrise này, kính sapphire, kim rốn, kim này là kim 24 giờ kim thứ, kim này là kim gì ta, hai cái kim trên này em không biết là kim gì này, hình như kim này mới là kim 24 giờ. Đó, mọi người về nghiên cứu nha. Đó, em bấm cái kim này thì nó nhích ở cái lịch này, đó nhích ở đây này, đó nó nhích này, có lịch góc 4 giờ nha mọi người. Cọc số mặt đẹp, kính đẹp, nước vàng đẹp, dây khóa phụ kiện kèm với cái được cái khóa để đúp những khóa 18 này, khóa này bán chắc được mấy chục chậm, khóa vàng hồng của đế đúp, khóa chuẩn hãng của đế đúp, size to dành cho khách nam nha, size size điểm đo cả nấm đi, cả nấm là 44.5 này, đo mặt thì là 42 nha, size 42, rất là đẹp nha, chạy chuẩn giờ, mặt đẹp, kính sapphire, nấm vàng, vỏ vàng, cái nì này màu trắng nha. Đó, dây khóa phụ kiện, dây khóa tốt, đáy của nó đáy sẽ trong nước, máy của nó là máy máy Nhật, máy Yamban. Chiếc này em để cả nhà là mã số 11, 800k nha. Rất là đẹp mọi người. Anh nam nào thích đồng hồ 6 kim 3 cốt nè. Lên tay. Rất là đẹp nha. Này được mấy cái đồng hồ dành cho các nam thì to, rất là đẹp mọi người. Tiếp theo mã số 12 để cả nhà 800k. Một chiếc đồng hồ form tăng của Swiss Collection này. Đó, hàng Thụy Sĩ nha mọi người, kính sapphire. Đây là máy, dòng này thì chạy máy Ronda thôi. Dây khóa phụ kiện form tăng nha mọi người, nước vàng còn khá, chữ Swiss nó dập ở đây luôn này. Đó, nước vàng còn khá là ok nha mọi người, nước vàng đẹp chạy nhẹ đây thôi. Đó, nhưng mà mặt cực kỳ đẹp nha. Chiếc này mà bán thị trường, nếu mà bán cửa hàng chắc phải tiền triệu đổ lên. Rất là đẹp nha, form tăng to. Đáy của nó đáy bắt 4 con ốc này. Cái form nó form cong cong rồi, đeo rất là đẹp này. Size to, anh nam nào đang tìm một chiếc đồng hồ form tăng vuông, có vuông tăng to này. Size 36 nha mọi người. Nhân cho 45.4 này. Đó, nam vuông to nha. Còn mọi người có bộ dây là, tính ra bộ dây này tiền không, dây cực kỳ xịn nha mọi người. Đó, dây khóa phụ kiện thôi nhưng mà đều là tốt hết nha. Đó, nam tay to này. Đó, tay mình to to nha, chứ tay em tay con kiến đeo phong này thật. Chiếc này mã của nó là mã số 12, được ở nhà là 800k nha, đồng hồ Thụy Sĩ, máy Ronda. Đó, cực kỳ đẹp nha, lịch ok, đang chạy chuẩn giờ luôn, khỏi test nha mọi người, đang chạy chuẩn giờ. Bữa nay là mùng 8 tháng 6 này, để cái nhà mã 12, 800k nha, rất là đẹp nha mọi người, không có điểm trừ về chiếc vuông tăng này. Hàng si nhưng mà nó cũng quá nhiều hàng,
Với mình với trước khi mọi người mua hàng, mọi người cứ xem kỹ nha mọi người, tại vì em bán hàng rất là kỹ, có báo sai, có báo ví dụ máy có lỗi em cũng có báo, nên mình bỏ rất là kỹ, nên mọi người cứ coi kỹ rồi mà hãy mua hàng nha, chứ đôi khi mà mua tới nơi rồi mọi người nói về có vấn đề về sai hơi nhỏ hay gì đó thì em đôi khi em một hai người thì không sao, nhưng mà nhiều người thì cảm giác mình bị áp lực đó mọi người. Tiếp theo là lên cho cả nhà một chiếc đồng hồ CTN AutoDesk này, mặt trắng chạy tia cực kỳ đẹp. Dòng này là có lịch thượng và lịch góc 3 giờ này, rất đẹp mọi người. Đó, niền khía. Đẹp nha mọi người, hàng cổ nhưng mà đẹp. Máy của nó là máy đánh răng cưa. Dây khóa phụ kiện. Chiếc này là mã số 13 để cả nhà là 950k nha. Size 37.9 này, cho size 38 nha mọi người. Size 38 này. Em test lịch cho mọi người luôn nha. Này thì có hỗ trợ có tay. Dòng này có hỗ trợ có tay này. Chiếc này thì em đã lau dầu cân chỉnh cho mọi người rồi. Như chiếc nào mà em lịch của nó lịch giật nha mọi người. Lịch giật. Có lau dầu cân chỉnh rồi, cái lịch thượng này để em quay thử 24 giờ coi. Nó vẫn nhảy nhưng mà nó vẫn nhảy chữ đó thôi nha mọi người. Đó. Đó, nó dạy tiếng Nhật thôi nha mọi người. Chiếc này là em để cả nhà mã số 13, 950k nha mọi người, một chiếc đồng hồ Citizen Autodesk 25 Dewel. Vỏ đồ còn khá là ok mọi người, dây khóa phụ kiện thôi, dòng này là dòng cổ mà. Để mở máy cho người coi. Máy mới keng nha mọi người, máy 25 Dewel của Citizen. Đó, đánh thì cực kỳ mạnh. Đó, máy cũng rất là đẹp nha. Chiếc này để ở nhà là mã số 13. Mã số 13, 950k nha. Một chiếc đồng hồ Citizen cổ, mặt cực kỳ đẹp nha mọi người, mặt cũng rất đẹp, máy khỏi bàn, đã sờ ba lau dầu cân chỉnh rồi. Đó, rất là đẹp nha, dòng cơ cổ. Mã số 13 này, tiếp theo mã số 14 lên cả nhà một chiếc đồng hồ. Form này thì dành cho nam tay nhỏ hoặc là nữ thôi nha mọi người. Nữ. Đó. Seiko Chronos này. Lịch chạy ok, này chạy chuẩn hết nha, đã test hết rồi. Nước vàng còn khá là ok nha mọi người, nguyên zin. Dây dài miên man, chiếc này thì dây dài lắm. Đây này, dây nó còn tích ở trong này nè mọi người. Đó, mọi người coi dây là em khỏi đo dây nha. Chiếc này là mặt cực kỳ đẹp nha, cho nốt bán cả nhà. Size này size nhỏ, size dành cho nam tay nhỏ hoặc là nữ thôi. Size 32.8 này. Đó. Nam tay nhỏ hoặc nữ nha. Dây tay dài miên man, cắt mắt thoải mái. Đó, đẹp nha mọi người. Máy móc chạy ok, độ mới thì khá là cao. Hàng si nhưng mà nó sẽ có nhiều cái phân khúc hàng khác nhau này. Đôi khi có những cái hàng nó còn rất là mới như chiếc này chẳng hạn. Đó. Đôi khi không mọi người mua hàng si chứ nhiều người họ không để ý là sao mà biết được mình mua hàng si, hàng mới, hàng new, hàng toàn đúng không? Mã số 14 320k này người. Tiếp theo có một siêu phẩm dành cho các nam form unisex những người, hàng Thụy Sĩ. Dây tay tùy chỉnh nha. Đó, dây đờ mi cực kỳ đẹp. Cái này thì khỏi chê rồi, không có điểm trừ.
hàng Thụy Sĩ Enika, dây đờ mi nó mòn nhẹ này, mà mòn không đáng kể nha. Đó, có mòn vàng đó, bên này thì còn cực kỳ đẹp nha mọi người, nước vàng còn rất là đẹp nha. Nó chỉ bị mòn nhẹ ở đây thôi, tại vì cái này nè mọi người, khi mọi người chỉnh á, mọi người kéo là chỉnh á, thành ra nó bị chạy vô đây nè, chứ không là không phải bị chạy nữa nha, nó còn rất là đẹp. Đó, có bộ dây là thấy chất lượng rồi nha mọi người. Lấy cá heo dòng Enika Thụy Sĩ Swissmax, núm vàng, núm nguyên dinh của Enika, núm cái đĩa bay Enika dòng kính sapphire, cọc số La Mã rất là đẹp nha mọi người. Đồng hồ Thụy Sĩ lịch góc chỉ 3 giờ này. Anh nam nào size tay thích đeo đồng hồ Unisex này, size 32.7 nha. Cả núm là 34.3. Đó, đồng hồ Thụy Sĩ nha mọi người, rất là đẹp. Cho một cái bộ máy luôn chứ. Em coi em khui được không? Thụy Sĩ. Máy này chắc em nghĩ khỏi bàn. Máy to, máy Enika chủng hãng. Đó. Pin em thay cục pin Thụy Sĩ cho mọi người rồi. Khỏi bàn cái chiếc này. Enika nha. Mới ken. Máy khỏi bàn nha, máy to. Chiếc này em để cả nhà mã số 15 800k nha. Rất là đẹp nha mọi người. Hàng Thụy Sĩ. Size tay thì chỉnh thì em không có báo size tay rồi. Đó, mọi người tay tới đâu thì mình chỉnh tới đó. Rất là đẹp. Này cũng phải dành cho nữ đâu mọi người, tại vì cái sợi dây của nó rất là to. Sợi dây của nó phải bán cái sợi dây này có tiền mọi người. Sợi dây này phải đáng giá được 200.000. Đây này. Sợi dây của nó phải sợi dây 18 rồi. Đó, xây dành cho nam chứ không phải dành cho nữ đâu. Em thấy dây nó rất là to rồi. Đó, okay, đẹp không? Quá đẹp, xuất sắc, hàng Thụy Sĩ. Để cái nhà mã số 15, 800k 15. Tiếp theo là mã số 16. Lên cả nhà một chiếc đồng hồ của Sanco Dolce cho mọi người. Mã này để cả nhà là mã 16 này, 550k nha. Dây đờ mi vàng, nó là mã vàng thật nha mọi người, nhưng mà vàng có vết mòn theo thời gian rồi, mòn nhẹ rồi. Sanco Dolce, độ mới thì khỏi bàn, mặt cực kỳ đẹp nha. Chiếc này thì không có điểm trừ. Đó, anh nào thích dòng Sanco Dolce này. Chứ cái có anh gì anh dặn em mà anh quên để em báo anh xong. Size 33 nha mọi người. Unisex nam nữ dùng chung. Đây là form này, là form của nam nữ dùng chung nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người, Sanco Dolce, cọc số La Mã, niềng vàng. Đó, mặt đẹp. Mặt này nó làm rất là đẹp nha. Đờ mi còn nói chung là nó mòn nhưng mà mòn nhẹ thôi nha mọi người. Đó, dây nó là đẹp. Hàng này thì không có điểm trừ. Đó. Quá đẹp nha mọi người. Dây là dây thép đúc. Máy thì khỏi bàn, máy chiếc này khỏi bàn, mới ken. Đó, xài tay còn dài. Lên tay thì xài tay 17 18 á mọi người. Xài tay để em coi kỹ coi. Lên tay em coi xài tay cho rõ chứ không. Đây, lên tay nha mọi người. Rất là đẹp nha. Nào, xài tay 17 nha mọi người. 17 thôi, xài tay 17. Đó, chiếc này để cả nhà là 550k nha. Này thì bán mòn vàng nhẹ rồi. Mà nó rất là đẹp nha mọi người. Coi kỹ nè. Vàng thật nha. Mọi người lưu ý nha. Em bán chiếc này có tặng kèm thôi, chiếc này là coi như là bán cả cặp á. Chiếc này thì nó cực kỳ đẹp luôn á, nhưng mà đấu về nó bị mất cái nó không còn cái khóa nữa mọi người, mất khóa rồi, nhưng mà nó cực kỳ đẹp nha. Chiếc này và chiếc kia chạy chuẩn giờ, lịch độ ok hết á, nó rất là đẹp. Size anh nào mua về lấy cái bộ dây bỏ vô nha, cực kỳ đẹp. Hoặc là mình thay bộ dây da cũng được. Size 32.5. Đó, coi như là hai chiếc này bán cả cặp này nha mọi người. Mã của nó là mã 16 này. 550k nha. Vừa bán vừa tặng mọi người, coi như là tri ân đi. Anh nào mua được cái này coi như duyên nha mọi người. Tại vì thường á, như cái chiếc này á, nếu có đầy đủ em bán phải được 650 rồi mọi người. Nhưng cái này thì coi như vừa bán vừa tặng nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Mã số 16.
550k. Tiếp theo em có một chiếc đồng hồ của hiệu Forbel dành cho các chị nữ này, form dáng Rolex, mặt màu cam đó, kiểu màu cam đó. Cọc số La Mã rất là đẹp nha, lịch góc 3 giờ đó. Form Rolex dành cho các chị nữ nha, Forbel. Nhìn cái đít là mọi người thấy hàng VIP rồi. Forbel Swiss đáy sấy trong nước nguyên zin Forbel nha mọi người. Chị nữ nào thích đồng hồ form Rolex này, lấy chiếc này, size dành cho nữ thôi, cực kỳ đẹp. Độ mới thì hoàn hảo rồi, size 25.6 nữ nha. Đó, rất là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Dây tay chiếc này dây tay 16 thôi nha, chị nữ nào dây tay tay 16 đổ lại thì lấy nha. Đó, rất là đẹp. Tay em tay nam hơi đen. Đẹp nhưng mà dòng này cầm cái hàng xịn lên đã tay luôn. Chị nữ dành cho các chị nữ dễ nhìn giờ em người, những cái form này nó rất là dễ nhìn giờ. Tiếp theo là em có một chiếc đồng hồ mã số 18 để cả nhà là 280k nha, chiếc đồng hồ của hiệu Planet Ganet này, cọc số La Mã. Dòng này đồng hồ Thụy Sĩ nha mọi người, dây dây lụa, dây thì chỉnh còn khá là ok nha, lúc vàng còn tương đối đẹp đó, chứ không phải là bị xấu đâu. Form đẹp nha, hàng Thụy Sĩ, Swiss Movement, máy Swiss đó. Chiếc này em để cả các chị nữ là mã số 18 nha, 280k người, rẻ như đồng hồ Nhật. Form rất đẹp nha, form nó như kiểu đông hiu mọi người đó, size 21.8, dây tay thì chỉnh 18-19 đổ về đó. Rất là đẹp, đấm đính viên đá, điểm chọn con máy luôn, hàng Thụy Sĩ dành cho nữ nhé. Máy của nó là máy ETA Thụy, nhưng để cái nhà mã số 18 280k nha. Form này là form của đồng hồ Dunhill. Mọi người mà sử dụng đồng hồ Dunhill, mọi người thấy chiếc này, mọi người biết. Rất đẹp nha. Dây thì chỉnh. À, em có chiếc này mã số 19 này. Chiếc này em sale cho mọi người luôn này, mã số 19 300k nha, coi như là sale bán tặng luôn mọi người. Máy thì đang chạy ngon lắm, máy chạy ok, nhưng mà chỗ này nó bị bong cái vàng si một chút rồi này. Nhưng mà tổng thể nó còn khá là ok mọi người, hàng mới á, chưa sử dụng đâu. Đó, của hiệu gì nè, One Nick này. Này bán rồi mà anh kia ảnh có những anh ảnh mua hàng mà ảnh cứ kiểu như họ chọn rồi mua, ví dụ như giao 5 cái thì chọn 1-2 cái thôi, còn lại thì trả về. Người lưu ý nha, em bán hàng rất là kỹ. Anh nào ví dụ như mua hàng bên em thì cứ coi kỹ, hãy chốt. Và chốt thì hãy mua chắc, tại vì em bán hàng không có lừa ai, cũng không có nói là đúng hàng sao thì em giao y chang vậy, chứ không có vụ mà nó sai với trên video đâu. Với thứ hai á, là những cái anh đó thì lần sau sẽ không mua được bên em nữa, tại vì em sẽ không bán cho lần thứ hai. Tại vì hàng si mà đâu phải là ví dụ như bỏ thời gian để em bán rồi thì bán xong ra tới nơi đôi khi cũng trả, cũng bớt tới bớt lui rồi cũng miễn ship cho mình, cuối cùng lại chọn cái này chọn kia, cái nào đẹp thì lấy, cái nào xấu thì trả về, không được nha mọi người. Cái này là em để cả nhà mã số 19 nha, để cả nhà 300k, coi như em bán cái máy đi, cái máy thôi, bán cái máy auto. À, dòng này là dòng cơ cốt mọi người, cho một cái máy thôi, coi như em bán bộ máy của chiếc này thôi. Chứ bán đôi khi bán này là đôi khi cũng rủi ro lắm mọi người, giao tới đây cái máy thôi nha mọi người, bán bộ máy cho mọi người, máy Swiss. Đó, chiếc này để ở nhà mã số 19 300k, bán cho 10 bộ máy thôi, không lời lãi gì trong này.
Tiếp theo là em có cái đồng hồ thông minh nha mọi người, coi như là bán dây khóa cho mọi người, bộ dây của in của Italia, Italian, là dây Hammett của Italy nha mọi người. Bộ dây này đáng giá nha mọi người, dây cực kỳ đẹp luôn, khóa vàng hồng, dây Hammett này, mọi người coi bộ dây chất lượng không? Đó, cực kỳ đẹp nha. Bộ dây này nếu như mà bán bộ dây phải được 200.000 mọi người. Dây size to, size dây là size 21.5 nè, dây đầu dây 22 mọi người. Đó. Đúng rồi, đầu dây 22 mọi người. Đây nè, 22. 22.2 luôn. Cái đồng hồ thông minh này thì em không có đồ sạc, không có thể kiểm tra được nó còn hoạt động không nha mọi người. Coi như em bán bộ dây nha. Mã số 20 này. Em có coi như em bán phụ kiện thôi, em có 5 chiếc. Chiếc này dây còn đẹp nha, sport, dáng thể thao này. Này thì hàng cầm rất là nặng tay, chiếc này rất là nặng tay, hàng chắc hàng tốt đó. Bán phụ kiện thôi nha mọi người. Coi như bán dây thôi, bán dây không, không bán máy, tại vì em không có đồ, không có cục sạc để mình test được. Như chiếc này là đồng hồ của gì đây, smartwatch này, hàng tốt mọi người, bán phụ kiện thôi. Đó, hàng tốt nha, bộ dây thôi, bán dây không thôi. Mình có 5 chiếc. Để cả nhà mã số 20 500k nha mọi người, coi như tiền bán phụ kiện, bán dây thôi nha. Bán dây, bán phụ kiện linh kiện thôi chứ không có tính ấy. Đây, chiếc này hàng cầm lên rất là nặng tay, rất là nhìn nó kiểu như nó rất là hàng xịn nha mọi người. Đó, bán 5 chiếc nha mọi người. Đó, cái này thì bán bộ dây đáng tiền rồi. Đó, dây lụa to nha, size to. Dây này em bán trong được 200.000 đúng không? Nói chung là em bán phụ kiện. Hai bộ dây là đáng tiền nha mọi người. Còn những cái này là bán phụ kiện kèm theo thôi. Mã số 20 để cả nhà 500k nha. Anh nào cần thì mình lấy. Và mình lưu ý là cái này là em bán phụ kiện, anh nào thợ hãy lấy, hoặc là cần những cái gì phụ kiện của này thì hãy lấy nha. Tại vì đồng hồ điện tử mà, mình đâu thể biết được, coi như là bán nó không biết nó lỗi, tại vì không có, em không có đầu sạc để em test cho mọi người. Đó, mọi người lưu ý nha. Cái mã số 20 này là em bán phụ kiện, bán dây. Bán máy thì mình về coi mình máy thì mình xài được cái gì mình xài, ưu tiên mình thợ. Tại vì bán mấy anh lẻ thì đôi khi mua về mình không biết dùng làm gì á. Tiếp theo là mã số 21, lên cho cả nhà một chiếc đồng hồ Spirit này, đồng hồ máy Thụy nha, máy Ronda Thụy, mặt vàng cực kỳ đẹp nha, cầm rất là nặng tay, dòng như dòng thở lặng, dây khóa đồ nhìn nó hàng tốt nha mọi người, nguyên zin. Đấy cậy. Đó. Vỏ SS. Độ mới cao nha mọi người, chiếc này rất là đẹp. Đó. Cọc số, mặt đẹp, mặt vàng, lịch góc 3 giờ, chạy chuẩn giờ, chuẩn lịch. Niềng xoay size 35. Nam tay nhỏ, nam tay vừa, à nam tay nhỏ thôi. Niềng này, à niềng không xoay nha mọi người. Niềng không xoay. Mã 21 để nhà 280k nha. Dây tay còn dài lắm, khỏi đo dây tay cũng được. Đây. Mã dây tay dài lắm mọi người. Mã 21 để nhà là 280k nha. Rất là đẹp mọi người. Kính giọt lệ. Đó, niềng răng cưa này, niềng khía này. Với em vẫn bán cà phê bình thường nha. Anh chị nào uống cà phê nguyên chất 100% Tây Nguyên thì cứ liên hệ em nha. Em bán 1 kg là 160k. 2 kg thì em miễn ship cho mọi người nha. 1 kg thì mọi người vui lòng chịu ship giùm em. Bên em thì có hai vị cà phê, một là cà phê rang mọc, một là vị cà phê là rang bơ. Anh nào uống nhẹ nhẹ thì uống rang mọc thôi, à rang bơ thôi, còn mà nặng thì uống rang mọc. Mà đảm bảo cho mọi người là hàng 100% nguyên chất cà phê, không có pha trộn bất kỳ gì nha. Tiếp theo là lên cả nhà chiếc đồng hồ Oren. Oren 23 Jewel nha mọi người, dòng automatic này. Chiếc này thì về mọi người phải lau dầu thêm. Nó đang chạy nha, mặt cực kỳ đẹp nha mọi người. Hai ô cửa lịch góc 3 giờ. Đó, mặt nó rất là đẹp nha, mặt xanh. Chiếc này nguyên zin luôn, dây đẹp, dây thép đúc SS, dây khóa nguyên zin. Đáy sấy trong nước này. Citizen cổ nha, dành cho nam.
form, phải kiểu form trứng size 36.6 này. Đó, em lên cho nó ít cót tay coi. Máy đang chạy nha, nhưng mà về phải man phải lau dầu một chút nha, lau dầu cân chỉnh lại. Chiếc này em để ở nhà là mã số 22, 1 triệu nha mọi người. Chiếc này thì em đấu về là 1,4 triệu á, để cả nhà coi như là sale cho mọi người. Nó cũng rất là đẹp nha mọi người. Cái kim của nó kim vàng, cọc số vàng, mặt màu xanh xanh kiểu xanh rêu, rất là đẹp nha, rất là đẹp. Lịch bơm em coi nè, lịch bơm ok nè, có hỗ trợ có tay nè. Lịch 24 giờ nhảy nè, nhảy hết nha. Em coi theo cái lịch à. Cái lịch à, thứ lịch thứ là lịch 24 giờ mọi người. Lịch thứ lịch 24 giờ nha, còn lịch ngày là lịch bơm. Đó. Orenco 23 well. Đó, lịch bơm nha mọi người. Lịch thứ lịch bơm, lịch ngày là 24 giờ. Dây khóa nguyên zin, dây tay còn dài. Nói chung là hàng cổ đẹp nha. Nam tay vừa hoặc nhỏ đó lại đeo đẹp, nam tay vừa. Đó. Dây tay thì còn tương đối dài. Dây tay trước này chắc phải dây tay 18. 18 19. Ồ dây tay dài lắm, dây tay phải 20. Dây orange nha. Dây của nó này. Dây zin. Mở máy coi thử. Máy mới keng mọi người. Thường thường những cái đồng hồ mà đấu hàng Nhật về đa phần 9 trên 90% là máy lúc nào cũng đẹp hết mọi người. Chỉ có những cái hàng nó tàn lắm, lâu lâu mới trúng cái máy của Nhật mà máy gọi là tàn nha. Máy Oren, máy 42950, 23 well nha. Đó, máy cũng mới lắm. Chạy ok nha. Nói chung là về phải Việt Nam thì chịu khó cân chỉnh một chút nha. Bán cả nhà một quả này là 1 triệu nha. Mặt cực kỳ đẹp, kính sapphire, lịch bơm. Rất là đẹp cho mọi người. Nói chung là cổ. Mã số 22 để cả nhà 1 triệu. Coi như bán bộ máy cũng đáng tiền. Bộ vỏ. Tiếp theo là lên cả nhà mã số 23, một chiếc đồng hồ của Senco 5, dòng automatic, dòng thở lặng nha. Dạ quang thì siêu sáng rồi. Dạ khoan chiếc này khỏi bàn nha mọi người, khỏi chê chiếc này dạ quang. Đó, rất là đẹp. Hai lịch góc 3 giờ. Dòng automatic cơ lộ nha. Máy đang chạy ok, kính sapphire. Form đẹp nha mọi người. Vỏ chất liệu SS. Đó. Sử dụng bộ máy là 7S26 này, Genty 21 well. Senco độ máy, máy mới keng. Chiếc này thì để cả nhà 900, mã số 23 nha, coi như bán máy thôi nha. Size 37. Rất là đẹp nha mọi người, nguyên zin, dây khóa. Đẹp lắm, form này đẹp, mấy nam tay nhỏ nhỏ đều rất đẹp nha. Mặt đẹp, mặt đen huyền bí, dòng thở lặng. Đó. Kim giờ kim phúc, dạ quang, cọc số dạ quang. Form rất đẹp, dây tay còn dài. Dây tay 18 đổ về. Chiếc này em để ở nhà là mã số 23 nha, 900k.
quá rẻ. Tiếp theo là em lên một cái nhà một siêu phẩm này. Siêu phẩm của hiệu Giugiaro này, đồng hồ pin những dòng cực kỳ đẹp nha, dạ quang thì khỏi bàn. Đó, 12 cọc số của nó là 12 cái lịch của các nước này, rất đẹp nha, thì xoay. Đó, kêu tắt tắt rất là phê nha, chạy chuẩn giờ, lịch đọc ok hết nha, độ mới cao nha. Dây tay dài, đáy của nó đáy sẽ chống nước này. Dây tay còn rất là dài. Rất là đẹp nha mọi người. Chiếc này để ở nhà là mã số 24 550k nha. Rất là đẹp, không có điểm trừ. Tính mặt đồ đẹp. Form thì kiểu form Rolex đó. Form 39 này. 39. Đo cả nấm cho mọi người luôn nha. 42. Đó, rất là đẹp. Lên tay cho mọi người coi nha. Dây khóa đồng viên zin nha. Dây tay dài miên man, về tha hồ cắt mắt. Hàng này như hàng new chưa lên tay. Đó, kim giờ, kim phút, cọc số, dạ quang này. Kính giọt lệ này, lịch góc 3 giờ. Rất đẹp. Mã số 24 550k. Tiếp theo em lên một siêu phẩm của nè. Hiệu cũng là hiệu Giugiaro này. Đó, nhưng mà được cái niềng này cực kỳ đẹp nha mọi người. Niềng này đẹp hơn cái kia, cầm lên cũng nặng tay hơn, dây cũng dài hơn, nhưng mà cùng là một hiệu á. Đó, cầm lên rất là đã nha mọi người. Hai cái này giống y chang nhau, nhưng mà hai cái này là cùng hiệu với nhau, nhưng mà cái này có được cái niềng Pepsi này, rất là đẹp nha. Độ mới thì khỏi bàn. Hai chiếc này, chiếc này ngon, chiếc này nhìn đẹp hơn nha mọi người. Được cái niềng nó đẹp hơn cái niềng của anh chiếc này. Đó, cho người coi đó, nhìn đã không, liền xoay luôn nha, liền khía này. Đó, chiếc này thì mắc hơn nha, để cả nhà mã số 25 650k nha. Đó, xoay lịch lọc ok hết nha, mà chiếc này thì đã test hết rồi. Dây tay dài như ma, đấy thấy chống nước. Đó, rất đẹp nha người, mới keng sai với chiếc kia chắc sai cũng 40 nha người, sai 39. Rất là đẹp, không có điểm trừ. Anh nào đang tìm đồng hồ, mua đồng hồ, và chị nào mua tặng giúp anh nha mọi người. À, chiếc này có sức con mèo nhẹ đây này. Đó, có việc việc nhẹ đó nha mọi người. Không có đáng kể, sức nhẹ đó. Về mọi người đánh cũng được, không để đeo, chả ảnh hưởng gì. Nay thì em về được một mấy quả quýt rất là độc nha mọi người. Quả quýt này cực kỳ độc nha. Quả quýt của Universal Studio này. Studio chạy hai máy nha, hai máy chạy chuẩn hết nha. Máy trên là máy chạy giờ kim số học trò này. Máy dưới là cọc số La Mã, rất là đẹp nha mọi người. Hai máy nước vàng thì khỏi chê, hàng mới chưa lên tay. Đây là bản kỷ niệm năm 1998 này. Anh nào sinh năm 1998 lấy về đeo sử dụng nha. Thường thường 98 thì cũng trẻ, cũng khó. Hoặc là có con năm đó. Rất đẹp nha, hai máy. Nhìn nước vàng nó phê không? Quá đã nha. Cái này có cái hộp nữa thì giá trị nha mọi người. Hàng hiếm, hàng này tính ra là độc lạ luôn rồi. Size 30 36 này. Hai máy nha. Nếu là em đấu quýt cũng nhiều lắm á, nhưng mà em chưa gặp cái quả quýt nào mà hai máy như thế này nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người, không có điểm trừ về quả quýt này. Máy của nó là máy máy gì ta? Hàng của Nhật này, hàng nội địa của Nhật này, nhưng mà máy gì em, của hiệu của máy gì em quên rồi. À, máy Seiko. Chiếc này là dòng của máy Seiko nha mọi người. Em cho mọi người coi bộ máy. Đây. Nói chung là máy đẹp lắm, hàng mới chưa lên tay mà thay hai cục pin nhỏ này gần hết. Em là người mua binh sĩ mọi người, thành ra thay hai cục pin nhỏ này nó rất mắc tiền nha. Viên này ha, nếu khách sĩ là đã gần 100.000 pin thôi. Đó, máy của Seiko nha, hai máy nha. Đó, máy của hiệu Exxon này.
máy Nhật. Hai máy. Cái cốt này nè mọi người, cốt này là chỉnh ở cái này, cốt dưới này chỉnh ở cái này nha. Nhưng mà em test hết rồi, mới keng. Hàng hiếm, hàng độc lạ nha mọi người. Mã số 26 để ở nhà là 380k nha, anh nào sưu tầm nha thì lấy nha. Thường thường những quả vít này thì em bán cũng, nếu như một máy bình thường thì em bán cũng rẻ. Đó, nhưng mà nó hai máy nha, tính về độc lạ nha. Tiếp theo em cũng lên một siêu phẩm quả vít nữa nè. Vít siêu phẩm nha, của hiệu Sacred Vintage này. Đó, vít độ mới thì cực kỳ đẹp nha mọi người, nước vàng. Mới keng, anh nào đang tìm một quả vít trang bị vào bộ vest đám cưới nha. Vít của anh ba này, cọc số là mã 3 kim kiếm này, mặt cực kỳ đẹp nha, hàng mới chưa sử dụng. Nước vàng thì khỏi chê. Size 41.7 nha mọi người, chiếc này size to này, đẹp. Mới keng, hàng chưa sử dụng. Mã này em để ở nhà là mã số 27 350k nha. Anh nào đang tìm mua một vít trang bị vào bộ vest cho mình. Tiếp theo em có một quả vít này, vít này thì nó có một cái túi cho mình, túi da này giống như kiểu đai vô đai quần đó mọi người, để vô đai quần á, rất đẹp nha, da xịn nha. Mã số 28 để ở nhà là 250k. Vít của Mister gì đây, Mister Antonio Team à. Ba kim màu đen, cọc số là mã mặt kính đồ đẹp ấy nha, kính đẹp, nước vàng khỏi bàn. Chiếc này mới keng nha, dây đồ nó bạ vàng rất là dày, đang lên bạ trầu này mà lên dầu, nó đang lên dầu đó. Chiếc này rất là đẹp nha, được mấy quả quýt em đấu được lô quýt cực kỳ đẹp. Lô quýt có mấy con, size to nha, size này size 40 á, size 39.7. Quả quýt này mã số 27 nha, để cả nhà là 250k. Đó, rất là đẹp. Mã số 27 à, mã số 28 chứ. Rồi, video của em Thảo tới đây kết thúc nha. Anh chị nào thấy video hay cho em Thảo xin một like và đăng ký kênh. Em Thảo lên video vào thứ hai, thứ năm vào lúc 17:30 hàng tuần nha. Và anh chị lưu ý là hàng bên Thảo là hàng si đã qua sử dụng, nên bên Thảo không bao chống nước cho mình. Anh chị nào mà có đơn hàng trên 300k chuyển khoản đủ thì em Thảo sẽ miễn ship. Và anh chị lưu ý nha, ví dụ như anh chị ví dụ đơn hàng 1 triệu nhưng anh chị chuyển hàng khoản cọc cho em thì anh chị vẫn chịu ship nha. Tại mình cứ rõ ràng, nên ví dụ anh chị ví dụ đơn hàng có 300k anh chị chuyển khoản đủ thì cũng miễn ship. Còn nếu mà anh chị đơn hàng cao hơn mà anh chị cọc thì anh chị vẫn chịu ship nha. Anh chị lưu ý nha, cũng thông cảm cho em cái này nha. Mình làm việc cũng rõ ràng cho nó đỡ mất lòng nha mọi người. Rồi, anh Thảo xin chân thành cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ, buổi tối vui vẻ bên gia đình nha, hạnh phúc.